với cả quý anh chị cùng các bạn đến với video tiếp theo của Trịnh Thiên Tuấn cuộc sống ngoài nhà các bạn ạ. Và hôm nay cuối tuần thì hôm nay là mình đi siêu thị có hai bạn, hai cô bạn luôn của mình. Hôm nay chúng tôi là đi siêu thị, hôm nay tôi sẽ review cái quan cảnh của cái siêu thị ở Nhật nó sẽ khác gì ở Việt Nam không các bạn, cái độ hiện đại và độ đẹp của nó sẽ khác gì ở Việt Nam không các bạn. Nên các bạn chờ đón mình, bắt đầu mình sẽ quay từng cảnh, từng khung cảnh, từng những cái góc cách ở siêu thị ở bên Nhật các bạn xem nhá. Thì các bạn hãy xem một cái ủng hình nhá, theo dõi mình nhá. Bắt đầu mình đi giới thiệu từng chỗ một cho các bạn nhá. Giới thiệu đây là hai anh em cùng đơn mình nhá. Các bạn nhá. Nói to lên nào, tên là gì? Đây là bạn này là bạn Chiến nhá. Chiến Quảng Bình. Phải không? Quay đây. Còn kia là anh Chính, ở đâu anh Chính nhỉ? Chính ơi. Phú Thọ. Nói to lên nào. Phú Thọ. Rồi. Chào mọi người nhá, anh em mình đang đi siêu thị ở tại Nhật. Bây giờ bắt đầu cái góc này là góc bán bóng gì đây bây giờ? Hình như là bia hay sao? Bia đúng các bạn. Các bạn đây là gọi là gian hàng để bia các bạn nhé. Một non của nó là hơn 30.000 các bạn. À đâu? Đúng rồi. Tầm 35.000 các bạn. Đây là loại bình thường các bạn ạ. Còn bên này là 299 yên là một non thì tức là nó vào khoảng độ 57-58.000 một non bia đấy các bạn. Đắt thì các bạn nhỉ? Đắt thì có 4-5 ở Việt Nam đấy các bạn nhá. Cái nó bên đây bao nhiêu? Ôi giời, 1 sen 49. Cái này là cái này vào một sen sen cần sen rưỡi, gọi sen rưỡi cơ. Thế là có mấy non? 6 non à? Đây. Giới thiệu đây là hai anh em cùng đơn mình nhá. Các bạn nhá. Nói to lên nào, tên là gì? Đây là bạn này là bạn Chiến nhá. Chiến Quảng Bình. Phải không? Quay đây. Còn kia là anh Chính, ở đâu anh Chính nhỉ? Chính ơi. Phú Thọ. Nói to lên nào. Phú Thọ. Rồi. Chào mọi người nhá, anh em mình đang đi siêu thị ở tại Nhật. Bây giờ bắt đầu cái góc này là góc bán bóng gì đây bây giờ? Hình như là bia hay sao? Bia đúng các bạn. Các bạn đây là gọi là gian hàng để bia các bạn nhé. Một bia đắt các bạn ạ. Đây. Cái này bao nhiêu đấy? 199. Bia này còn đầu 9. Một cái két này nó có một két này nó có 6 lon các bạn ạ. 6 lon mà nó tận tầm 1 man các bạn ạ. 1.000 yên là 1.009 là một một man đấy. Một man là vào tầm ở đâu 1.000 là chỉ là một sen thôi. Một sen là bao nhiêu tiền nhỉ? Là 200.000 các bạn ạ. 6 non 200.000, thế vị trí là một non của nó là hơn 30.000 các bạn ạ. À đâu? Đúng rồi. Tầm 35.000 các bạn. Đây là loại bình thường các bạn ạ. Còn bên này là 299 yên là một non thì tức là nó vào khoảng độ 57-58.000 một non bia đấy các bạn. Đắt thì các bạn nhỉ? Đắt thì có 4-5 ở Việt Nam đấy các bạn nhá. Cái non bên đây bao nhiêu? Ôi giời, 1 sen 49. Cái này là cái này vào một sen sen cần sen rưỡi, gọi sen rưỡi cơ. Thế là có mấy non? 6 non à? Ôi thì phải thế bao nhiêu tiền? Vào là hơn 300.000 à? Gần 300 nhỉ? Gần 300 thì vào là bao nhiêu tiền một non? 50.000 một non à? 45.000 một non. Bia này là 45.000 một non các bạn nhá. Đắt khét nẹt các bạn ạ. Thôi, ủ tạm. Làm tạm phát đi nhỉ? Thôi, ủ tạm. Đây quay ô cái gì ở bên kia đây, ăn mặn quá nhỉ? Rất nhiều gian hàng các bạn. Đây bên này nước ngọt này. Bên này là nước ngọt nhé các bạn nhé. Dù nói chung đắt lắm các bạn ạ. Cái gì ở Nhật này cái gì nó đắt phải gấp 4-5 lần. Đây, ô cái này. Còn đây là rượu à? Ôi, làm cái keng này á, keng này của nó là hơn 6.000 cơ anh ơi. Hơn 6 sen cơ. Nhìn tiền kia không? 6 sen. Thế là một cái bình này là bao nhiêu tiền? 6.190 yên. Vào 1.2 một bình này các bạn ạ. 1.2. 1.2 một cái keng bé bé này, keng này là khoảng độ 10 lít nhỉ? 1.2 này là... Cái này đúng 10 lít không? Ở anh Chính. Nhờ yeah. Cái này tầm 10 lít nhờ. Cái này là 10 lít mà vào 1.2 các bạn. Thế vào 120.000 mình 10 lít nhé các bạn nhá.
10 cân 7 lạng. Nó đắt thế, đắt phải gấp 8 lần ở Việt Nam các bạn ạ. Đây là rượu chứ. Bia. Đây. Thôi đừng ấn vào đấy, mẹ nó bắt đèn đấy. Nào đi theo bạn bạn Chiến. Bạn Chiến đi ra đây. Đây cái này này các bạn, đây là cậy rượu các bạn ạ. Ui giời. Kéo vỡ nhá, không có tiền đền đâu nhá. Ông nhá. Ông Chiến ông gì vì sao một cái này bao tiền đấy? Cái rượu gì to này, đây rượu á? 3.200. Phải rượu không? Trông như nước ngọt thế. Ừ, rượu trông như nước ngọt các bạn ạ. Rượu này là 3x2 3.298 là tức là vào đây. Tầm hơn 600 bạn ạ. XO à? XO này bao nhiêu tiền? Xem nào. Để vị trí của nó gặp vỡ nhá, phải vỡ thì có tiền đền đâu ấy. 4.980 yên. Ôi 4.980 yên là một chai này vào tức là vào gần 1 triệu. Tầm 1 triệu. Gần 1 triệu các bạn ạ. Tầm 900 đi. Rất nhiều loại rượu này. Xem một loại rượu nào. XO à? Black thôi đúng không? Ở đây Black các bạn này. Vừa nãy là XO các bạn nhé. XO đến 900, tầm 900. Còn Black này, này là 1.000, gọi là 1.001 này. Xên 1 này. Thì nó vào khoảng cái chai này rẻ, chai này có hơn 200 đấy các bạn ạ. Black, Black này trong Black gọi là fake. Đây chai này 6.000 đấy. Đây, chai này còn đây là vang, hình như lại vang ngon ra các bạn ạ. Đây đây chai này là sản xuất từ năm 1858 này. Cái này hơn 1 cm thì cái này rơi vào khoảng độ 200.000 các bạn ạ. Chai này 1.4 triệu. Thế là rượu gì? Đây chai con này. Con rượu này. 1.4 triệu đấy. Hốt gì đấy? Đi rượu chai như mình thuốc sâu các bạn ạ, trông như mình thuốc sâu. 1.3 triệu các bạn ạ. 6.900 các bạn, 7.000 triệu tư. Thôi bây giờ mình sẽ quay sang chỗ khác nhá. Ôi bên này nhiều rượu thế. Bên này cũng rất nhiều loại rượu luôn này. Ôi thì những chai gì đây? 299. Đây các bạn này, Black này, vẫn lại rượu tiếp này. Black là 1299 này, Black này vào thế này vào ôi đâu có 250 đâu anh ạ, 270 thôi. Tám. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 200 có 270 thôi các bạn, một chai Black chỉ 270 thôi. Không. Ở mấy anh em này, mấy anh em đi cùng tôi kiểu như là nghiện rượu, năm nào tộc tìm rượu mà vào siêu thị tìm tìm rượu. Tộc tìm rượu mới đi tìm gái. Chết thật. Rượu nhiều lắm các bạn. Rất nhiều gian hàng các bạn. Nói chung là rộng lắm đấy các bạn nhé. Đậu thật. Các bạn nhìn rộng chưa? Đây các bạn đang đi theo mình nhá, rất nhiều gian hàng luôn. Cái này như là bin bin nhỉ? Đây là mấy ông Tây không mua hàng các bạn, mấy ông Nhật. Đây gì đây? Bánh, đây là bánh nào, bánh bao rồi này. Mua đi. Bánh bao này 279 yên. 280 yên à. 280 yên vào có nó 5 mấy nghìn các bạn. Tầm 55 nghìn ở Việt Nam ấy. 500 yên. Nhưng mà nói chung ở bên này cái gì đắt, bọn tôi mới sang chưa được đi làm chưa tiền mà bây giờ chỉ gọi chỉ đi ngắm các bạn, chỉ giới thiệu cho các bạn xem thôi, chưa có tiền mua đâu. Chỉ mua một số cái đồ cần thiết, đồ ăn cần thiết thôi. Nhẽ ra anh ấy bỏ khẩu trang nhưng mà anh ấy đang kinh corona. Cái này nó không cho bỏ đâu. Không cho bỏ, bỏ phạt. Không biết thì xe lúc được không? Đây cái gì đây? Bánh các bạn. Anh Chính đâu? Anh Chính mua đi. Đây. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? 948 cái này thịt bò đó đấy. Hả? Cái này bò ra đấy. Cô bê à? Không phải cô bê đâu. Bò sốt. Bò sốt. Bao nhiêu tiền đấy? Ui mặn lắm. 900. Có nhiều? Cái này vào gần 200, 180 à? 109. Gọi là 229 190 Việt Nam. Củ gì đấy? Cải à? Đâu? Đây củ cải à? Đấy, chị em làm củ này là ăn lấy canh. Củ cải à? Đây củ cải á? Chị em nào mà kết làm một củ bao này. Hả? Củ cải này là 229 yên à? 229. Củ này cũng rẻ nhỉ? Củ này cũng củ này vào
tầm 45.000 thôi các bạn ạ. Cái này 500 là 100.000 một hộp này. Nhưng ăn ra gì nhỉ? Mực. Đây là mực chứ. Thế mua mua lại một hộp này. 100.000 một hộp này các bạn. Thế nào? Có tầm 6 con. 6 con nó cũng nhỏ tầm 100.000 đấy, không đắt lắm nhỉ. Làm luôn. Đây 100.000 làm luôn thầy Chiến. Làm luôn. 100.000 phốp luôn nhá. Phốp luôn. Hả? Ăn thử đi. Đến 5 sao nữa. Ừ, cho đấy. Thế nào, thầy chưa ăn kim bao. Các bạn đây là kim bap này. Kim bap kiểu cơm cuộn lá rong biển ấy. Cái này là 399 yên, 400 yên này. Tầm 80.000 thì Việt Nam rồi. 80.000 được mấy cái khúc cơm vớ vẩn này. Xót ruột lắm, thôi không mua đâu. Thầy chưa đây có ăn kim bap không? Đắt thôi nhỉ. Đắt lắm các bạn. À, hai thầy đi tìm xem nào, thầy Chính, thầy Chiến xem có gì giá bao nhiêu tiền đấy. Chung rồi đấy, không à. 19. Giá bao tiền một gói? 19. 99 à? 19. Đấy không rồi, thấy. Không, đang ở đây. 19 à? 19 yên một gói này thôi các bạn. 19 yên thế là bao nhiêu? 20.000, à tầm 19-20.000 một gói này các bạn. Lấm này. Rất nhiều mặt hàng phong phú đa dạng nha. Cái là hàng thực phẩm với thứ ở bên Nhật này là nó không có thuốc vi sinh hay gì các bạn nhá, đặc được tuyệt gần như tuyệt đối là gần như sạch sẽ và an toàn thì mới được vào, thì mới được đem vào siêu thị ấy các bạn ạ. Người ta kiểm định, người Nhật kiểm định rất kỹ các bạn. Đấy, trước mặt kia là mấy ông Nhật Bản này, đi mua hàng. Ta xem hoa quả gì, hoa quả đắt lắm các bạn. À đây là hành tây các bạn ạ. Hành tây mới khoai tây à. Đây là ớt. Ớt ở đây là măng này. Măng này cũng 299 yên, cũng vào tầm 60.000 một cái này các bạn. 60.000 thì Việt Nam một cái cọng măng có 6 sợi này. Thế ra và tính ra là 10.000 một cái cọng này các bạn. Hành tây. Đây là nấm. Đây là hành tây. À cần tây. Ui cần tây to quá các bạn ạ. Cần tây này. Cần tây này dài phải tầm 50 phân các bạn nhá. Bây giờ mình mới nhìn thấy cần tây to này đấy. Việt Nam chưa nhìn thấy cần tây to như này. Nhiều, đây là mấy bà Nhật đang bày với bà Nhật Bản đang đi mua hàng các bạn. Đây là khoai lang này. Bí bí kia là bí gọi là bí. Bí ngư nếp đi, gọi là bí nếp đi. Một khoai lang củ dại đấy các bạn. Trái như của tây. Đây là cải bắp này. Hai thầy đi đâu nhanh thế? Ủa, trước mặt kia là một em gái Nhật xinh không các bạn? Đây là mì. Đây là mì trắng các bạn ạ. Mì sợi to là mì này 129 yên một gói này. Vào tầm 26.000. Con đi chưa? Chào cái gì? Mực xào cái gì? Mực á? Ớt à? Mực xào với các bạn này, em Nhật nữa này. Con mang qua. Xinh gái lắm đấy các bạn. Đây các bạn, tôi quay là xinh không? Đấy. Đây là cà chua này. Rất nhiều mặt hàng các bạn. Đây cà chua nhỏ này, cà chua này, cà chua kiểu người ta để dạng người ta ăn sống các bạn ạ. Cà chua này là 199 yên. Vào tầm 40.000 một gói này. Một túi này, cũng không đắt lắm. Cà chua này người ta chỉ ăn sống thôi các bạn ạ. Đây là chanh đúng không? Đây là chanh nai các bạn ạ. Kiểu dạng chanh nai nó to, quả to vàng rộm các bạn nhỉ. Không có con sâu nào nó lộ ở ngoài ấy. Đây quay các bạn nhé. Đấy sụp đơ xanh ghét luôn, không có con sâu nào luôn này. Công nhận đồ thực phẩm bên này nó ngon, nó sạch sẽ các bạn. Ở đây là cam các bạn. Cam này có giá là 500 yên là vào. Ui giời, đắt thế. 100.000 một quả này các bạn. Anh Chí ơi.
anh chị, anh chị ơi, 100.000 một quả cam này. Các bạn đắt khét nẹt luôn, đắt phải gấp mười mấy lần, 20 lần của Việt Nam nếu riêng nói hoa quả. 159 thì là rẻ. Đây là định 4, mua 4, à 4. Cái này về sau rồi á, điên mực ai ấy. Không, cái này hay xào mực. Xào cái gì? Mực mực xào với cần tây à? Đấy đúng rồi, đúng rồi. Mực xào với cần tây đấy, được chứ. 139. Được, được, được. Thì mày ăn xào được nhiêu? Một cộng thôi. Đấy cộng thôi. Nếu một cộng thế là một cộng này cũng gần 30.000 đấy. Búp luôn. Chứ không phải xào mỡ nó không hợp. Xem mua tìm tiền đạc đi. Đây là hồng, đây là quả gì đấy? Quả này quả gì nhỉ? Đồ khô thôi kia. Anh chị, quả này quả gì? Quả này dạng kiểu như quả dâu tây, tôi nhìn chẳng biết quả gì các bạn. Giống hướng quả dâu tây. Rất nhiều mặt hàng. Mua đội đắt các bạn. Đắt khét nẹt luôn. Đây là táo này. Tiếng Nhật gọi là Ringo này. Giờ tôi đang lên tầng 2 các bạn nhá. Các bạn ơi, đúng là siêu thị ở Nhật Bản quá đẹp và hiện đại. Rất nhiều đồ mặt hàng mà sạch và ngon, mỗi tội nó đắt các bạn, đắt khét nẹt luôn. Có nhiều mặt hàng đắt phải gấp 7-8 lần Việt Nam luôn các bạn. Bây giờ tôi sẽ lên tầng 2 xem có cái gì không nhá. Rất nhiều mặt hàng luôn này. Nói chung là nó đa dạng mặt hàng các bạn. Đây là mực. Mực khô. Mực khô giá 979 yên. Và trong tầm 190.000 một túi này các bạn. Nhìn ngon phết. Nhưng mà mực nó màu khác khác của mình. Túi này, một túi này có khoảng 4-5 con các bạn. Nhưng mà nhìn cảm giác không ngon là một mực của Việt Nam. Bạn ơi, đây là xúc xích này. Úi dồi. Chà, xúc xích to thế các bạn ạ. Xúc xích này 259 yên vào 260 yên thì vào xem nào. Yên mấy 2. Một cái xúc xích này vào tầm khoảng độ 50.000. 50.000 một cái xúc xích này các bạn ạ. Đây là xúc xích lợn nhá. Còn bên này là xúc xích kiểu vị của gà ấy, thịt gà ấy. Đây hình con gà ấy các bạn này. Bên còn đây này cũng là xúc xích của lợn này, nhưng mà nó kiểu dạng nhỏ nhỏ ấy. Anh chị này, xúc xích to này. Con nào có xúc xích không? Về đun. Miếng thịt đấy bao nhiêu tiền đấy? Đây là thịt lợn các bạn ạ. Thịt lợn này là một miếng này chắc là tầm 1 cân đấy. 1 cân 931 yên là vào khoảng tầm 190. Thế là vào khoảng 190.000 một cân. Nhiều thịt lợn đấy. Đây là tiền các bạn. Còn đây là gian son môi các bạn. Giá là 800 yên là hơn 100.000 một cái này các bạn nhé. Tầm 150 một cái này. Hay là mình làm thử cái mình quẹt. Được thôi, BD chứ. Thì vui rồi các bạn, ở đây là gian đây là gian gọi là kiểu như là trang điểm của phái nữ các bạn ạ. Mua dầu gội đầu đấy, làm nọ dầu gội đầu nhá các bạn nhá. Dầu gội đầu của Nhật thế người ta bảo, những anh chị đi trước bảo là, đã sang đây đã bảo là dầu gội đầu của Nhật gội mượt với thơm lắm các bạn, thơm hơn Việt Nam các bạn, mà giá nó cũng không đắt mấy đâu, chắc chỉ đắt hơn Việt Nam đủ gấp đôi gấp ba lần thôi. Rất nhiều người Nhật đi mua hàng. Xem của đàn ông. Xem của mình để xem. Một loại nào thơm cơ. Để biết mua này mẹ phải rửa tắm bỏ mẹ. Các bạn nhỉ? Không biết mua này mua dầu gội đầu thì mua sữa tắm. Bên này. Đâu? Bên này. Phải không? Ừ. Bóc thử ra tí ra nào. Còn lao. Không biết đây nào, biết không phải dầu đầu thì sao? Cái này bao nhiêu? 996 yên à? Gần 1.000 yên, gần 200.000 một nọ này. Một nọ này tầm 108. Các bạn là mới sang cũng không biết nó là dầu gội đầu nó như nào. Các bạn là dầu gội đầu nó khác của mình, nên ra là nó không có như là X-Men hay là
hay là kiểu như cờ lia với cả sân siêu nhiều mình nhâm ra là cũng khó phân biệt hết đấy. Đây gì chụp lấy máy chụp ở đây chụp thì mình có mạng mà chụp mã này mã nhưng mà không có mạng chụp nó ra sao được. Đây chắc là giờ cô đào rồi. Đây này, lọ này chắc phải này. Đây lọ này là đúng. Nhưng mà ý nào bao tiền? 1079. Ôi trời, anh lấy đâu đặt vào số cũ. Cái này 1009 cơ. Đặt lắm. Đây này, dưới này thôi. Mua cái loại nọ bình thường thôi. Đây là kính nhá bạn ạ. Đây là khu chỗ bạn treo kính, mình đeo thử kính này. Đẹp thì quất luôn các bạn. Ấy chà. Ấy các bạn nhìn giống siêu nhân không? Kính nhìn như siêu nhân luôn. Thử khác nhá. Cái này nhìn nó hầm hố quá các bạn. Thử cái màu này đi. Những cái kính này kiểu như nhìn dạng kiểu như kính 3D các bạn. Nhìn ảo lắm. Bây giờ ê chính này. Chính này nhìn kính này. Nhìn như siêu nhân. Ủa các bạn nhìn trông nó này, cái này trông nó như siêu nhân các bạn. Tôi sẽ đi tìm chân quay nhé các bạn nhá. Tôi đang cần mua một chiếc chân quay để thỉnh thoảng quay vlog để cho các bạn xem nhá. 999. À đây đồ đầy rồi. Ô anh tìm thấy ác phết nhờ. Đấy, 999. May quá tìm được các bạn. Ôi số đẹp luôn nhờ. 999 yên các bạn. Thế là vào bao nhiêu tiền? Thì 1000 yên. Thế là vào gần 200.000 một cái này. 200.000 đấy mà. Ừ rẻ, đắt hơn Việt Nam tí thôi. Số đúng số Bắc Ninh đi rồi. Ok, nhà Nam quái nhờ. Nhưng anh kiểm tra xem cái nào nó bền bền tí. Cái nào bền, cái này mới. Bỏ bỏ cái này. Không bỏ ra được. Cái này nó chỉ là để, cái này là nó để bên ngoài để cho mình nhìn đấy. Đúng không? Thôi là múc một cái đi. Cái này gần 200.000 đúng không? Cái một cái chân quay này, thế nên. Nhưng mà có khi là nó xịn hơn Việt Nam nhỉ? Đầu này 30.000. Còn bên này là đồng hồ, thầy Chiến đi kiếm. Ở đây nó sạc cái gì đấy? Đây bên khu này sạc đúng không? Nhiều loại sạc nhỉ? Sạc đắt không? Sạc cũng tầm 900 yên thì cũng có gần 200.000 thôi nhỉ? Tính ra nhiều mặt hàng nó cũng rẻ mà. Đúng không? Có một số hàng đắt thôi nhưng nhiều cái hàng rẻ mà. Nói chung nhiều mặt hàng nó chỉ ngang ngang với Việt Nam thôi các bạn. Nên là những cái chân, những cái để điện thoại ấy. Và sạc là nhiều các bạn. Anh Chí, thế nào cái đồng hồ đấy anh Chí ơi? Cái đồng hồ trẻ em mà nhiều sao các bạn ạ? Đồng hồ này tầm 1790 yên rồi thì vào khoảng tầm 304 các bạn ạ. 304. Rất nhiều mặt hàng luôn nhé các bạn nhá. Đồng hồ treo tường 6990 yên rồi vào gần 7000 yên thì vào tầm 1.3 triệu các bạn, 1.3 triệu một cái đồng hồ, mặn thế nhỉ, đồng hồ treo tường 1.3 triệu các bạn, giá so với Việt Nam khá chát, đèn TV là 39.900 yên hoặc gần 40.000 yên để vào tầm gần 8 triệu các bạn, một cái TV này chắc khoảng tầm 50 inch, đây, nhưng mà TV của Nhật tôi dùng rất xem rất nét các bạn nhá. Dưới này là gì đây? Dưới đây là laptop các bạn. Con này là laptop thì tầm gần 5.000 yên nó các bạn. Rơi khoảng 9-10 triệu một cái laptop này. Laptop này chắc laptop cũng ngon lắm. Thì trước kia là ông Nhật đang tìm mua quần các bạn. Mình xem thử quần xem giá bao nhiêu nhá. Quần bò này các bạn ơi. Quần bò nhìn không đẹp mấy các bạn. Con bò này nhìn kỹ xấu hơn con bò Việt Nam. Nói chung nhìn cũng ngang ngang con bò Việt Nam thôi, cũng không đẹp lắm. Mình thử xem giá các bạn nhé. 1990 yên. Nó vào khoảng 390.000. Nói chung là tương quần nó chỉ tương đương với quần Việt Nam này nhỉ. Cũng tầm gần 400.000 thôi các bạn ạ. Cũng không đắt đâu. Để chiếm mua gì đi. Đây là dép của các trẻ em này. Đây là ra quần áo trẻ con. Đây là tóm lại là khu này là ra quần áo, bán quần áo.
nhìn cũng được các bạn nhỉ, 400.000 cũng đồng đáng đồng tiền đấy nhỉ, nhưng thì độ cái mũ khác rồi. Cái này bao nhiêu đây? Cái này là 1.990 yên, cũng ngang tiền với cái mũ đấy các bạn. Có cái màu nó khác thôi, Adidas nha. Màu này không đẹp bằng cái màu đen. Ok, vậy mình chốt kèo làm cái mũ 400.000 đấy nhá. Rất nhiều hàng mặt hàng các bạn. Cái này là thắt lưng da này. Thắt lưng da rất nhiều đấy các bạn nhá. Bao nhiêu tiền đây? Trầm 9.800 yên này. Về 1.000 yên thì cũng gần 200.000 đó. Ô thế chứ thắt lưng da cũng rẻ chiến nhỉ. Thực ra cũng rẻ, ngang ngang Việt Nam, nhưng đây nó lại rẻ. Đây là cà vạt này. Necktie các bạn, tiếng Nhật gọi necktie. Còn đây là cặp cặp sách à. Cặp kiểu dạng cặp đeo ấy. Bao nhiêu đấy? 998 yên luôn các bạn. Ôi trời ơi. Bên Nhật này cái nhiều mặt hàng nó giá tầm 998 yên đấy nhỉ. Cũng gần 200.000 đấy các bạn nhá. Tầm 190.000 thì Việt Nam ạ. Còn bên này là dép này. Bên này là ran dép. Dép bao tiền đây? Cũng 998 yên luôn các bạn ơi. Đây, 998 yên luôn. Hình như người ta thích chọn cái số đẹp, 998 yên nó là số đẹp sao ấy. Các bạn trên này là tầng 2 là đây này. Đang ở ran kính này. Rất nhiều là kính nhá. Và bên này là sạc các bạn. Người đồ điện rất nhiều đấy. Trên kia là cháo rồi. Nhanh thế. Tất 399 yên. Ồ 400 yên, 80.000. 80.000 một đôi. Tôi mua do quay cho kiểu ảnh nha. Thầy Chiến à. Thầy Chiến này, định mua mũ mấy triệu này? Mũ bao tiền đấy? Mũ ui rồi. Cái mũ này là 1.990 yên à, vào gần 2.000 yên à. Mũ này tầm 380.000 các bạn ạ. 380.000 một cái nhé. Rắt nhỉ. Mũ này mình chắc phải mấy chục yên nhỉ. Nhưng mà mũ nó cũng đẹp đúng không? Cái này 998 yên này các bạn này. 998 yên nó vào là gần 1 yên, vào gần 200.000 một cái mũ này. Bên này là ban lộ. Thầy Chính mua gì đi? Rồi cái mũ này này. Thử cái mũ 400.000 đi xem nào. Đâu, quay đây nào. Đây là anh Chính xa trồ, anh Chính Phú Thọ nha các bạn nha. Đâu, quay lại. Ủa, đẹp đấy. Có 400.000 làm luôn đi anh ơi, quất luôn đi. 400 à? Ờ, quất không? Hơi căng để xem cái khác. Đây, đây, anh quay em phát này. Đây, quay người này, em thử đợi đây. Các bạn tôi sử dụng cái mũ 400.000 đẹp không? Xem để tôi mua phát nhé. Được à, được, chất lượng 400.000 được. Chất lượng. Đẹp không? Đẹp. Bây giờ đến công đoạn cuối cùng là công đoạn xót ruột nhất là thanh toán tiền các bạn. Thanh toán tiền ở bên, trước khi thanh toán tiền ở bên Nhật này là phải xếp hàng các bạn nhé. Rồi các bạn này. Phải xếp hàng nhá. Thanh toán là phải xếp hàng ấy. Chứ không phải là thích thanh toán nào thanh toán đâu. Phải xếp hàng, xếp hàng lần lượt đi mới thanh toán này. Đấy. Xong là thanh toán tiền này nó sẽ, ví dụ mình người ta giả lại tiền thì nó sẽ thừa ra tiền thối vào cái máy các bạn này. Khi tiền xong ấn xong rồi nó sẽ ra cái hóa đơn cho mình các bạn nhá. Xem như anh Chính đây anh mua là hết 1.390 yên thì xong rồi đây là xong mình sẽ đây là ấn vào cái nút kia là nó sẽ ra cái phiếu để mình cầm ấy. Còn kia là tiền lẻ các bạn này. Đấy, tiền xu các bạn ấy. Tiền xu này bên Nhật thì nó rất thịnh hành cho việc đút vào những cây bán nước tự động các bạn ạ. Đấy. Mô hình như thế. Đây ta đang giả lại tiền đấy các bạn. Ô, xuống rồi các bạn, đi mua hàng được đi thang máy thích quá. Đây các bạn này.
đi thang máy chóng hết cả mặt các bạn. Cái trên này quay được hết xuống dưới nha. Đó. Ok, vừa mua hàng vừa đi tham quan luôn các bạn. Đó, các bạn ơi, thế là mất nè. Chúng tôi mất 2-3 triệu thì mới làm thôi. Nếu mua một tí thì mất 2-3 triệu rồi. Thôi này, nói chung là thì như tất cả mọi ngóc ngách gọi là ở cái siêu thị ở Nhật Bản đấy mọi người. Nói chung là trải nghiệm xong siêu thị Nhật Bản thấy nó rất đẹp và hiện đại. Mỗi tội là cái gì đắt các bạn, đắt gấp 5, gấp 7 lần của Việt Nam nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye.